Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm nay là một trận tứ kết đầu tiên. Chúng tôi mời quý vị gặp gỡ lại những gương mặt vô cùng xinh xắn và đặc biệt là mang lại nhiều tiếng cười cho chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Ồ, em cảm thấy là mới chơi thôi mà nó cảm giác là tứ kết tới luôn. Mới ngày hôm nào thôi, mới vừa rồi thôi quý vị. Cuộc sống thật là nhanh. Mới đây mà chúng ta cũng là 40 hết rồi. Ôi, không có, em chưa 40. Mới đây mà chúng ta cũng là 40 hết rồi. Ôi, không có, em chưa 40. Ôi, không có, em chưa 40. Thầy cố chấp quá. Với lại bây giờ tuổi Hàn Quốc nó tính khác rồi, tính tuổi cái gì thấp hơn á anh. Nà. Nên nó bây giờ là em mới có 38 tuổi thôi. 38 là nhiều lắm đó. Dạ, thôi tiếp tục chương trình ạ. Hari sẽ xin giới thiệu. Đó là đội A, Phát Huy, Thanh Mèo và Vân. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ lại các bạn Phát Huy, Vân Anh và Thanh Mèo. Và đặc biệt là Phát Huy là người đã mang về cho cá nhân mình giá trị tiền thưởng là 20 triệu đồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp lại Vân Anh. Thì con là hồi nãy là bé thấy chạy vào phòng bên trong thì mới nhờ cái cô mà phục trang đó là làm cho cái áo nó chật lại tí. Wow, nhỏ xíu. Thì tôi đoán bây giờ nè, mình sẽ đoán bao nhiêu ký? 39 ký. Hồi nãy anh đoán là 38 ký. Thì bé nói là bé là 37 ký 9. Mà con sao con ăn uống sao mà con ốm vậy? Vừa đợt trước thì lúc mà lên hình thì con cũng mập mập một xíu, lúc đấy là 44 cân. Nhưng mà sau cái đợt con bị bệnh về dạ dày nên là ồ, cái đó phải cẩn thận nha con. Dạ. Thanh Mèo, Thanh Mèo hôm nay sao mặc bộ đồ mà tóc giống như Natra vậy ha? Dạ, tại vì đợt trước em tham gia thì em mới biết là em chơi với hai bé cũng nhỏ, cho nên là hôm nay em quyết định cưa sừng làm nghé để nhìn em đồng đều với các bạn. Chứ lần trước là Huy đòi em đóng MV mà đóng vai cô giáo, em không có chấp nhận. Ồ, bây giờ nhìn bé Thanh nè, mình thấy là đóng gọi là người yêu được chưa? Dạ chắc chưa. Sao vậy? Nếu mà đóng được thì chắc chỉ là vai chị thôi. Cố chấp quá. Cô có phải là cùng đổi không? Ít ra chị cũng phải là người yêu cũ cho MV của em chứ. Ồ, đúng. Wow. Nhưng mà cái gì cũ mình bỏ qua đi chú. Đúng rồi, bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi. Bỏ qua đi. Ok, đồng ý rồi. Cùng đổi đó. Bây giờ vậy nè, cái gì cũ bỏ qua đi. Nhưng mà cái bài hát hôm bữa mình hát á là cái đoạn 1 đúng không? Quá khứ gì phần 1. Bao giờ cho đến ngày xưa? Bao giờ cho đến ngày xưa? Bây giờ hôm nay tới ngày xưa chưa? Dạ. Tới chưa thì hát lại chưa? Dạ chưa. Vẫn chưa hả? Dạ. Thôi cho con hát bài khác đi. Bài nhưng khác. Mà như cái bài hôm trước ấy thì con rất là ưng với cái ý tưởng đó, nhưng mà chắc bài hôm nay thì con ưng hơn. À, hôm nay là có một bài mới mà gọi hài lòng hơn. Dạ. Âm nhạc chuẩn bị cái đó là kịch bản kiểu gì? Kiểu cái chuyện tình xưa cũ buồn đúng không? Dạ. Rồi nét nhạc buồn chuẩn bị nha. Mình sẽ nói câu đầu tiên là ai cũng có một thời nông nổi là nhạc lên. Đồng ý không? Dạ. Thời đó phải thời nông nổi không? Hay là ai cũng có những ngày xưa giấu kín? Không, nhưng bài hát này là hiện tại á. Không, nhưng bài hát này là hiện tại á. À, dạ, tôi bị sai quá. Xin lỗi. À, cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn. Được không? Rồi, cuộc sống chưa bao giờ như những gì mình mong muốn. Là mình dừng lại, xong nhạc nó lên, là mình nói. Nói chậm thôi. Dạ. Nha, 3, 2, 1, vô. Cuộc sống chưa bao giờ như những gì mà mình mong muốn. Yêu nhau 2-3 năm rồi thì cũng có khi phải chia tay. À, sao nữa à? Trời ơi, ta không thấy. Câu chuyện bên đây, phải bên đây. Ừ. Yêu nhau 2-3 năm rồi thì cũng có khi phải chia tay. À, vào một ngày nọ, người yêu của anh ấy vô tình say nắng một người thứ ba. Và một thời gian sau, người yêu của anh ấy thì bị tai nạn rất là nặng. Và khi mà anh người yêu biết câu chuyện người yêu của mình bị tai nạn rất là nặng thì anh ấy dạng như là sụp đổ, rất là đau đớn. Và đau đớn hơn là khi cái lý do mà cô ấy chia tay là tại vì đi chơi với người thứ ba. Là cả hai cái nỗi đau nó điền dồn lại một lần. Mình đã đau đớn khi mà nghe người yêu mình bị tai nạn rất là nặng rồi, mà còn đau đớn hơn là tại vì đi chơi với người khác mới bị tai nạn. Không, không, không. À, đi chơi với người khác mới bị tai nạn. Tại vì khi cái người mình yêu nhất mà bị tai nạn, đau đớn, mất đi thì cái việc cô ấy mất vì lý do gì nó không còn quan trọng nữa. Chứ không phải là mình đau là vì cô ấy
cô ấy đi với một ông khác, cô ấy bị tai nạn. Không phải, cái đó không có đau. Khi cô ấy đã bị tai nạn rồi thì đối với mình nó là đau nhất rồi. Còn cái việc cô ấy đi với ai thì không quan trọng nữa. Không, cô ấy đi với người ta mà cái đó là mang nghiệp. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại cô gái cũng đã tỉnh dậy rồi, rồi. Dạ. À, cô ấy bị tai nạn và chấn thương phần mềm đầu. Phần mềm đầu. Ừ. Xong rồi vào bệnh viện, chàng này vào thăm. Ui mà. Đó. Thì mới biết là cô này bị tai nạn là do đi chơi với cậu kia. Dạ. Nhưng mà lúc ấy thì đối với anh này cậu kia không quan trọng nữa. Thì lúc cô này tỉnh dậy. Dạ. Thì anh này mới nói một câu. Và đó chính là tựa bài hát. Hòn chê nêu. Không sao đâu em ơi. Bài hát được mang tên. Dạ là con chưa đặt tên à. Dạ là con chưa đặt tên à. Con chưa đặt tên. Rồi. Vô. Vì thương quá nên phải quay đầu nhìn lại phía sau. Ngoài những bức hình đã phai màu biết tìm em ở đâu. Trời này chẳng thấy nắng nữa rồi, vậy thì cũng sẽ mưa thôi. Em hết thương rồi, chuyện tình mình hóa màu u tối. Thời gian sẽ xóa hết kỷ niệm đẹp của chúng ta, và cũng sẽ mang đi chúng ta tháng ngày quá khứ. Có những thứ đã sai lầm, sai từ ngày lúc ban đầu, nên để lại vết thương đến mãi kiếp sau. Đó là câu B đúng không? Dạ, là điệp khúc à. Điệp khúc đúng không? Dạ. Chắc con mời chú đóng vai người thứ ba. Thôi, chú không có đóng vai bị thương con. Sao vậy? Ôi ôi. Là người thứ ba chở cái cô người yêu của cái anh chàng cho đi chơi. Cô người yêu này đúng không? Không, chị già rồi mà. Chị người yêu là một trong chị hai. Chị sợ đóng vai không bị lành lặn hả? Em không có lằng lặng. Không lằng lặng. Không, nếu mà khi mà tỉnh dậy mà nói chuyện như vậy thì em nghĩ cũng giống à. Hợp dài đó. Dạ. Không cần diễn đâu mà. Không, chị Thiên, chị Thiên nó không có hợp dài. Nó đâu phải là người nước ngoài đâu. Chị ở chưa giữ. Người Việt Nam mà. Đúng rồi đó. À, bối cảnh ở Seoul thì chị mới đóng được. Đó. Thế thì cho cái cảnh đó qua Hàn Quốc. Đúng rồi. Nè. Cảm ơn dạ. Đó. Cảm ơn cho cái MV không bao giờ thành hiện thực vừa rồi. Tại chúng tôi không đóng được. Mời các bạn vào vị trí A. Anh để ý là hình như là dạo gần đây cái chương trình của mình thành một cái chương trình là xây dựng kịch bản MV á. MV. Số nào có MV không biết đội sắp tới có MV không? Mà đội này là MV là MV lừng lẫy. Đội này là đội gọi là toàn là thứ dữ không? Toàn là ca sĩ gạo cội diễn viên rồi hề hước là đã từng làm rất nhiều cái kịch bản khủng khiếp rồi. Để coi MV của họ là gì? Dạ. Để coi. Kính thưa quý vị, đội B sẽ là ST Sơn Thạch, Mạc Văn Khoa và Trương Nguyễn Anh. Giới thiệu lại thưa quý vị là ST, Trương Quỳnh Anh và Mạc Văn Khoa. Đây. Dạ xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi lại quay trở lại với Nhanh Như Chớp rồi ạ. Và vẫn câu slogan cũ, hôm nay em vẫn sẽ giữ mối tiếp ạ. Giữ mối tiếp. Thì Trương Quỳnh Anh nhận này như thế nào? Dạ em thì vẫn như vậy. Công việc thì vẫn bình thường, gia đình vẫn ổn định và... Rồi Mạc Văn Khoa nào? Dạ em đây ạ. Vâng. Thật sự thì một tuần trôi qua nó cũng vừa nhanh vừa chậm anh ạ. À. Vừa nhanh vừa chậm. Em thì cũng lâu lắm rồi mới quay lại Nhanh Như Chớp. Hôm bữa thì thật sự là lên được 5 câu thì em cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà về thì nó cũng vẫn có những cái nó trằn trọc anh ạ. Trằn trọc. Dạ vâng, có 1-2 câu thì mình cảm thấy mình có thể trả lời được. Nhưng mà có thể là ngồi ở trên cái vị trí kia nó áp lực. Với lại mọi thứ thời gian nó nhanh quá. Cho nên là đôi khi nó cũng... bà con cũng thông cảm cho em. Nhưng mà em trả lời nó hơi lâu ạ. Mà Văn Khoa thì quý vị biết rồi. Cũng có một thương hiệu bún đậu của bạn ấy, rất nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ. Thì sắp tới bạn ấy sẽ đánh mạnh vào nhiều thị trường nữa. Thì bạn ấy cần một cái gọi là TVC 30 giây thôi, giới thiệu về quán bún đậu bạn ấy. Nếu mà không làm được TVC thì ít giây quá thì mình làm cái gọi là cái clip viral. Đó, nội dung bây giờ mình bàn luôn. Tiền công thì trọn đời ăn bún đậu miễn phí. Đó. Rồi, hấp dẫn quá hả? Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Thật sự thì đó cũng là một cái mà em chăn trở suốt 5 năm kinh doanh bún đậu của em ạ. Thì em rất hy vọng là anh ST có thể cho em một cái đoạn tầm 15 giây để quảng bá được cái bún đậu đấy. Nó thật sự là coi mà phát là người ta phải đi ăn liền đấy. Đúng rồi. Trời ơi, nói về kịch bản thì
còn ai giỏi hơn anh Giang nữa. Đúng không ạ? Hay né quá. Hay né. Đấy quá. Tại sao lại vậy? Em phải để tâm trí và sức lực của em để em đấu với sống sau xô sống trước nè. Thôi thì như này. Bây giờ anh nói bây giờ em là chuyên bài nhảy đi. Biết cái kịch bản gì thì cũng phải có nhảy vô trong đó. À, em phải có nhảy mới được. Đúng rồi. Em là trùm nhảy mà. Chẳng lẽ bây giờ thí dụ bạn gái đang bị thương cái em ơi nó kỳ lắm đúng không, cho nên là em không có nhét cái kịch bản vô được. Tại vì không phải, em phải hiểu gì nè, cái công đoạn là muốn đầu của khoa là khách vào thì mới chiên đầu hũ. Dạ. À, mà chiên đầu hũ là cần thời gian từ 3 tới 5 phút, thì trong 3 tới 5 phút đó mình vô cô ơi cho một suất bún đậu 120.000 ví dụ vậy, cô đó chờ 5 phút nhé. Vâng. Đó là cái nhảy trước cái chảo. Không em... phải anh nhảy. Đó. À, vừa nhảy vừa xào. Đúng rồi. Vừa nhảy vừa xào. Đúng rồi. Em nhảy trước cái chảo bún đậu. Cũng nhiều khi trục chặt bếp nửa tiếng mới mới đồ ăn mới ra anh ạ. Vậy hả? Dạ. Nửa tiếng thôi qua quán anh. Nửa tiếng thôi qua quán anh. Đang qua bị quản. Ừ. Bị quản múc ra có liền, đợi lâu quá. Dạ. Ủa, hình như là mình đang hỗ trợ hay là mình đang phá ta? Đang phá anh. Đang phá à? Thôi, vậy không phá nữa. À, hy vọng ngày hôm nay chúng ta với những tài năng, kinh nghiệm và những gì mình đã trải nghiệm chương trình này, tất cả những kiến thức các bạn học được sẽ chiến thắng được các em nó, chứ em nó cũng không phải dạng vừa đâu. Mời vào vị trí B. Bên đây thì mình chắc chắn là mình sẽ dễ nói chuyện, các em nó ngại hơn, không có gì ngại hết. Mấy anh chị đây dễ thương lắm. Em theo Phát Huy chưa bao giờ ngại. Chưa bao giờ ngại về mất lòng người ta. Mất lòng cái gì? Dám mời hai đứa mình đóng cái vai mà bị tai nạn mà. Dạ. Mà sợ ai? Cặp đầu tiên sẽ là em. Thanh với ai? Bên đây. Các bạn chọn đi ạ. Không, bên kia là Phát Huy là 20 câu đi. Gọi là giỏi, thuộc dạng là giỏi bên đấy đi. Cử em ra đấu. Bởi vì em đằng nào cũng thua mà. Nên là mình phải đấu với người giỏi nhất. Đúng rồi, để đỡ là phí. Cơ hội, đúng rồi, phí. Tại vì cái người khác phải để đấu người khác đỡ phí. Đúng như vậy. Vậy là giờ của chị ơi. Đúng không? Ý là vâng. Vâng. Ok chị nha. Rồi. Trương Quỳnh Anh và Thanh Mèo. Rồi, ai lên trước lên sau ạ? À? Mình có thể tự điểm với nhau. Dạ, em có thể đi sau được không ạ? Ok, ok, để chị lên trước cho nha. Mời em ra ngoài. Mời chị lên ghế. Em giống chị rồi. Giống như phụ. Kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Kinh nghiệm rồi. Có ý kiến gì trước khi mình 2 phút bắt đầu không? Mặc dù là em lên chiếc ghế này rất là nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng rất là hồi hộp. Ừ. Trời ơi, bây giờ mà cái tim em muốn gớt ra ngoài luôn. Tim em muốn gớt luôn hả? Gớt luôn. Quê đâu? Dạ quê em ở Nha Trang. Wow, nếu mà nói một điều gì đó về Nha Trang thì em sẽ nói điều gì? Nha Trang là một nơi có biển rất là đẹp, nhất nhì của Việt Nam. Và em rất là tự hào vì em là người con của Nha Trang. Nha Trang mãi đến. Wow. Bộ câu hỏi đầu tiên là một trong những bộ câu hỏi khó nhất buổi tối ngày hôm nay. Ủa, thường là mọi người hay nói lên đầu tiên là nó sẽ... Không, nó sẽ khó nhất. Dễ hơn hẳn. Và bây giờ là 2 phút cùng Trương Quỳnh Anh. Nhanh như chớp. Kể tên 3 loài gấu mà trong tên có tên một con vật khác. Gấu mèo, gấu chó. Wow, chó gấu, mèo. Gấu ngựa. Lên. À! Yeah. Đây là một câu đối chữ. Thiếu gì rất giàu có? Thiếu thiếu da. Lên. Oh. Yeah. Đây là đối chữ phiên âm tiếng Anh. Đất nước nào sử dụng dịch vụ giao nhận hàng tận nơi nhiều nhất? Giao nhận hàng là dịch vụ shipper. Thì ai biết? Đó, quốc gia nào? Rồi cái quốc gia nào mà liên quan tới chữ đó ta? Có gợi ý gì thêm đúng không anh? Gợi ý gì? Nó rõ ràng luôn rồi, gợi ý gì nữa? Shipper hả? Ai biết giơ tay ạ? Ship... đó mọi người ít biết quá kìa. Tay biết nè. Thì sao là vậy thôi chứ sao nữa. Đó, vậy đó. Đất nước hả anh? Vâng. Đất nước... Ủa, ship hả? Là gì? Đâu trả lời lại đi mình coi. Em nói không được, em xuống nha. Thái Lan. Thái Lan rồi, không chính xác. Em không biết. Ship đúng là rồi. Là gì vậy anh? Đáp án là Cộng hòa Ship. Hay từ gọi là đảo ship đó. À đúng rồi, nếu mà Cộng hòa kêu là Cộng hòa Ship thì em biết. Ờ, đảo ship đó. Rồi. Trong lời bài hát Thương Ly Biệt, ca sĩ Chu Thúy Quỳnh uống thứ gì trong đêm buồn? Huy uống trà. Không chính xác. Đáp án là đêm nay mình ta uống ánh trăng.
Trời ơi, chị có đoán mò cũng đoán không được. Câu tiếp theo, nguyên liệu nấu ăn mà miền Nam gọi là tàu hủ kỳ, có hay ăn chay không? Dạ có. Ừ. Miền Bắc gọi là gì? Ván đậu. Lên. Khi bị choáng váng, những con vật nào sẽ lập tức xuất hiện trước mắt chúng ta? Ờ, choáng váng hả? Giờ mình thử choáng váng không? Con gì ta? Con đom đóm. Lên. Khi mình bị say sẩm mà mình té hoặc bị đánh á, thì mình sẽ bị tối thui hết và có những điểm sáng tích 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 kêu là đầu nổ đom đóm đó. À, thì người ta gọi là nổ đom đóm. Câu này chắc không biết. Núi Sơn Trà có tên gọi khác là gì? Khó quá hả? Ờ, khó quá, không biết thiệt. Quan trọng biết Sơn Trà ở đâu không? Bán đảo Sơn Trà, núi Sơn Trà. Đáp án là? Đáp án cái này không biết sẽ là không biết. Biết. Ờ, dạ dạ. Sơn Trà, Trà Sơn. Rồi, Trà Sơn, không chính xác. Khi chúng ta qua cái cảng cá Thọ Quang, là cái đường đi lên núi Sơn Trà đó, thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu vào một cái cua và là bắt đầu lên, thì có rất là nhiều cây cối và có rất nhiều con khỉ xuất hiện. Nó rất là dạng, có tên là núi khỉ. Ồ, biết nhưng mà không biết tên. Đúng rồi, dạ. Nghe người địa phương mới biết. Dạ. Đất nước nào có biệt danh là trái tim của Nam Mỹ, tức là vị trí trung tâm của Nam Mỹ á? Quan trọng là mình biết Nam Mỹ là gồm những đất nước nào đã. Đất nước nào hả? Không dạ, biết, cái này địa lý rồi. Ờ, địa lý, thôi trả lời đại nước nào đó đi. Thôi nước Mỹ nó đại đi. Không chính xác. Nam Mỹ thì gồm có những nước như sau nè: Uruguay, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Colombia, Paraguay. Ở rồi, Bolivia. Pháp. À, không, Pháp châu Âu không ơi. Pháp châu Âu. Thì đất nước ở trung tâm đó là Paraguay. Dạ. Yeah. Câu lạc bộ bóng đá châu Âu nào được nhắc đến với biệt danh là Hùm Xám xứ Bavaria? Cái này không biết sẽ là không biết. Không biết. Ở đây ai biết ạ? À? Em biết. À, về bóng đá em biết, biết như khá nhiều. Hùm Xám. Câu lạc bộ. Mà có câu lạc bộ nữa. Thì đội này đã thắng hình như là 8-1 phải không? Có ai đúng coi rồi, mà? Đúng rồi, đúng rồi. À, Lê Vạ cái gì? Hả? Hết giờ. Mấy câu khó quá. Đây là câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich của Đức. Rồi, như vậy là Trương Quỳnh Anh chỉ mang về hai đáp án liên tiếp chính xác mà thôi. Để nói là anh nãy nói cái này khó mà, bộ này khó mà. Trương Quỳnh Anh ngày hôm nay đảm nhiệm vị trí mở đường cho đội của mình. Đoạn đường hơi gập ghềnh trong gai nên mới đi được có hai đoạn thôi là đã phải dừng lại rồi. Chúng ta gặp gỡ lại Thanh Mèo. Ổn không chị? Hả? Dạ ổn không chị? Chị thấy hơi khó. Ờ, nhưng mà khó với chị thôi, chị không biết với em sao. Nhiều khi nó lại thuộc cái mà em biết thôi. Em nghĩ cũng vậy, tại em với chị em nghĩ là cùng hệ tư tưởng với nhau. Không sao, chắc cũng được số 3, số 4 gì đó. Xin mời, lên. Em tin là chị Harry sẽ mang lại may mắn cho em. Ôi ơi ơi, không, chị chưa chắc, chị cũng không biết, chị đọc cũng không hiểu gì hết trơn luôn á. Chị đó. Ừ, mà cho chị hỏi là em có hay đi du lịch không? Dạ không, mấy năm nay là em không có đi nhiều. À vậy hả? Toàn là đi làm việc thôi. Vậy là cái này là phải đi du lịch mới biết hả chị? Cái này nhiều người, nhất là mấy người đàn ông thì biết giỏi về địa lý hơn phụ nữ đó. Nên thôi mình một cái tâm thế là mình hưởng thụ thôi, không có gì căng cả ha. Chị ơi, biết đâu bạn ấy biết thì sao? Biết thì giỏi. Ừ, dạ dạ. Ờ, không thì bình thường. Dạ. Ê, thế thôi. Sao vậy? Em thấy hai chị em tâm sự nó tiêu cực quá. Cái này nó không biết đâu. Cái này khó lắm. Khó, nó khó thật. Ai chà. Kính thưa quý vị, Thanh Mèo đến với chương trình Nhanh Nhớ Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Kể ba loại gấu mà trong tên có tên một con vật khác. Con vật hả chị? Ờ, gấu trúc. Trúc là con gì? Ý là con cái tên ấy, đằng sau phải tên là cái con là đó con em. Gấu gấu mèo. Một. Gấu mèo, gấu gấu. Gấu chó. Hai. gấu cáo đi. Không chính xác. Đáp án thì như sau: gấu mèo, gấu chó, gấu ngựa, gấu lợn. Rồi. Cái này thì sẽ ok. Đố chữ: thiếu gì rất giàu có?
thiếu gì rất giàu có. Đố tự nha, đố tự. Thiếu gia. Chính xác. Đây là đố chữ phi năm tiếng Anh. Đất nước nào sử dụng dịch vụ giao nhận hàng tận nơi nhiều nhất? Phi âm tiếng Anh. Giao là ship hả? Ship nhận. Quốc gia nào? Chẳng lẽ là đảo Ấn? Không chính xác. Đáp án là đảo ship hoặc là Cộng hòa ship. Rồi tiếp tục. Trong lời bài hát Thương Ly Biệt, ca sĩ Chu Thúy Quỳnh uống thứ gì trong đêm buồn? Hay uống nước dừa ta? Nước dừa không? Chị nghĩ là em không biết thì em cứ trả lời đại cho qua nhanh dạ. hơn. Uống uống trà. Rồi, y chang Trần Quỳnh Anh ha, đúng hay không? Hay quá em ơi, đó. Hai chị em mình hay quá. Và không chính xác, đáp án là ánh trăng say. Rồi. Không biết, mình không biết bài thì mình sao biết được. Dạ vâng. Thì không đoán được. Rồi, cái này trả lời được. Nguyên liệu nấu ăn mà miền Nam gọi là tàu hủ kỳ, miền Bắc gọi là gì? Tàu hủ kỳ. Đậu hủ. Không phải không? Trả lời lại đi con. Đậu trắng. Đậu trắng. Không chính xác. Đáp án là ván đậu. Em có nghe chưa? Dạ em có nghe. Tiếp tục ha. Khi bị choáng váng, những con vật nào sẽ lập tức xuất hiện trước mắt chúng ta? Đố chữ. Con chim. Con chim. Khi mình choáng váng con chim thì xuất hiện hả? Con cái con quạ đó. Quạ. Ấy là thường em bây giờ con dạ đúng rồi như cái hình dạng dạ đúng rồi đúng không dạ đúng rồi thì em nghĩ là trời bà cái đó là bà edit ôi không chính xác đáp án là đom đóm nhờ nổ đom đóm ha nhờ đúng rồi em nghĩ sao quá núi Sơn Trà có tên gọi khác là gì rồi đi xa luôn Sơn Trà em có biết núi Sơn Trà là đâu không? Em biết hình như là ở Đà Nẵng. Đúng. Đảo Sơn, bán đảo Sơn Trà. Đúng rồi. Hay quá. Đây hành lý anh mang. Em biết nó là Sơn Trà. Nó có một cái chùa. Chúng tôi đã không đối về chùa. Vậy mà. Chị quẹo ra lại đi. Hỏi con chùa là em biết á. Chùa tên gì? Dạ, chùa Linh Ứng. Đó, bây giờ núi Sơn Trà đó có tên khác gì? Ơi. Thôi đại đi. Có gì có con gì. Có con gì ở đó nhiều. Trời ơi. Con khỉ. Yeah. Là đáp án là núi khỉ. Ổn à. Không mà cái này bộ này khó thật. Cái bộ này khó. Bộ này siêu khó. Yeah. Siêu khó. Kính thưa quý vị, thanh mèo một đáp án. Một không rồi đó. Trời ơi, em có niềm tin dễ sợ luôn. Đó vẫn chưa là kết thúc của em. Bây giờ cặp thứ hai sẽ là ai? Dạ anh Khoa ơi, em muốn mời anh Khoa đóng MV của em ạ. Lên em. Lên wow. em. Hồi nãy anh chọc thôi, chưa còn tiền bạc nữa anh, nó không thành vấn đề. Miễn sao cái vai đấy nó hợp với anh hỗ trợ. Nhưng em mà hết chắc mình. Chắn luôn ạ. Chứ có cảm thấy hợp không ạ? Vai nào? Vai mà vai đang tung đau. Xe đó anh. Đổ kịch bản khác. Tùng phe có nhập viện nữa đúng không em? Là hết, bao nhiêu là hết vai rồi. Ô không tâm sự, không có nói chuyện. Dạ, người thứ ba mà làm gì có cơ hội mà nói chuyện. Mình là người thứ ba mà mình phá cuộc tình của người ta mà. Ô em ơi, trước khi bị tai nạn thì cũng phải nói chuyện với người yêu một cái chứ. Thì cái như hai người vô tình lướt qua nhau trên đường là say nắng với nhau. Là hết là cũng không có được nói chuyện luôn. Bài hát của em cho em hát đi. À đúng rồi được rồi. Nhưng mà cũng cho anh nhấp nhép miệng nhé. Em ghi cái chữ phụ đề bên dưới. Không, nhưng mà mình đi ngoài đường mình bị khẩu trang thì chắc cũng không cần nhép à. Là vai đấy là anh bịt khẩu trang chạy theo ngoài đường chở người yêu tung tai nạn vào bệnh viện hết vai hả? Dạ đúng rồi. Là vào bệnh viện là mình băng bó hết luôn. Băng luôn hả? Dạ. Mình tai nạn mình là lúc chưa tai nạn là đeo khẩu trang. Dạ đeo khẩu trang. Lúc thấy tai nạn là băng hết mặt luôn. Dạ đúng rồi. Là mình không cần make up luôn. Tới quay vô sân viện không cần make up tóc tai gì hết. Thông cảm cho em đi, bài hát của em mà. Thế em cứ nói thẳng mời anh vai xác ướp đi cho anh dễ hiểu không? Anh Nguyễn đây là chỉ có xác ướp thôi. Vai hay đấy. Nhiều đất diễn. Nhiều tâm lý nhân vật. Vai đấy là tài năng mới diễn được. Bị toàn diễn bằng ánh mắt thôi. Dạ vâng, không mà... biết. Nhưng dạ, mà đeo cánh luôn mà. Nó băng không biết nó có để cho em con mắt. Nhưng mà không mà, đeo cánh luôn.
Em làm vậy cho đỡ mất thời gian của anh Khoa, tại vì mình khỏi make up, mình khỏi làm tóc, chỉ cần tới bị khẩu trang đeo kính đội mũ quay xong hết về. Để tài xế vô đóng cho khỏe, còn để Khoa về nhà bán bún đậu em nhé. Thế thì rắn thêm một cảnh nữa là dẫn tới quán bún đậu của anh Khoa ăn à. Anh bị tai nạn ngay trước cửa quán anh hả? Nhưng mà cũng được mà anh, tại thì quay luôn cái quán, có sẵn quay luôn bản hiệu, quay luôn địa chỉ quán anh luôn. Ồ, cái sẵn đấy là quảng cáo em, luôn đó. Cái viral đấy là em cũng chưa biết. Này, xe chạy hai đứa làm cái đúng màn đen phủ kính, trong đó có edit chữ vừa trước còn anh muốn đậu tại mặt văn Khoa. Số điện thoại rồi địa chỉ luôn á. Chơi đi anh. Dạ dạ. Ồ mà tôi chưa biết đâu phát nó Huy muốn lên trước. Dạ, thì dạ, sao thôi, em lên nhá. Cho em lên trước ạ. À. Ok dạ. Rồi. Cố gắng nhá. Trời ơi, cái tính ra cái quảng cáo quán bún đậu gì cũng hay ha. Hai đứa định làm cái đùng cái hiện cái bản hiệu quán bún đậu mà Văn Khoa nơi kết thúc tất cả. Nhưng mà nó hợp lý mà anh. Hợp lý quá ha. Dạ, dạ. Tai nạn xe thì đâu có bắt buộc phải tai nạn chỗ này chỗ kia đâu. Đúng rồi. Còn ví dụ như người dân bu lại xung quanh. À, người dân bu lại ha. À, bị tai nạn nào quán bún đậu, bún đậu. À, hay quá, kịch bản hay quá. Bây giờ là 2 phút dành cho Phát Huy. Bắt đầu. Đồ gì càng cũ càng quý? Đồ cũ. Lên. Thù gì ai cũng muốn nhận? Thù lao à. Lên. Wow. Bánh gì nổi dưới ao? Nổi dưới ao. Bánh bèo à? Cái lên. Ở dòng dòng. Ở quê con có cái lên, lá bèo. Lên. Ở đâu cũng có dưới ao hay có bèo, hay có lục bình nhiều lắm. Ủa cái này dễ ha. Trong lời bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, thời tiết Hà Nội đang vào mùa nào? Hà Nội mùa này vắng. Hát đi. Dạ, biết bài đó không? Dạ không ạ. Cái này Khoa biết á. Khoa chắc biết. Mùa, chúng ta mùa. Phải trả lời đúng vào chi tiết nhé. Tức là từng chữ phải giống. Tại vì đây là câu hát của tác giả, mình không có được chế nha. Dạ dạ. Thì chắc con xin đoán là mùa hạ. Mùa hạ không chính xác. Hà Nội mùa này vẫn những cơn mưa. Cái rét đầu đông. Đó là đầu của mùa đông, mới vào đông á. Cũng trong lời bài hát trên. Ôi, đau quá. Rồi tác sao? Tác giả nhắc đến con đường nổi tiếng lãng mạn nào ở Hà Nội trước đây? Cái gì mà chầm chầm bước ta về? Đường Thôi Lê Hồng Phong, cho con đoán đại à. Không chính xác. Đường cổ ngữ xưa chầm chầm bước ta về. Đây là một trong những bài hát rất nổi tiếng về Hà Nội. Con đường cổ ngữ xưa, nay là đường thanh niên đó đó. Mà chúng ta đường cổ ngữ xưa chầm chầm bước ta về đó, nằm giữa hai hồ nào? À, là trong lời bài hát luôn đúng không ạ? Không, này là đối với địa lý thôi. Nằm giữa hai hồ nào? Hà Nội có hồ nào? Dạ hồ Hoàn Kiếm. Rồi. À, hình như hồ Gươm là hồ Hoàn Kiếm là một đúng không ta? Rồi tiếp tục. Hồ Hoàn Kiếm với lại hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa. Dễ thương. Không phải, hồ Con Rùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Hoàn Kiếm và hồ chắc không biết đâu. Không biết thì nói là hồ Hoàn Kiếm ha. Rồi không chính xác. Đáp án là lát nữa chúng tôi sẽ công bố. Với những đáp án này có khả năng là nằm trong vùng kiến thức của bạn Văn Khoa. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2024 Miss World đã diễn ra tại quốc gia nào? Quốc gia nào? Nói đại đi. Một quốc gia ở châu Á. Đó, hỗ trợ đó. Có một nền điện ảnh rất là phát triển. À, Thái Lan đi. Thái Lan không chính xác. Đó là Ấn Độ. Loài hoa nào được xem là quốc hoa của Ấn Độ? Trời ơi. Cho trả lời đại hoa hồng đi à, tại vì con không biết. Không chính xác, đó là hoa sen, đặc biệt là sen trắng. Câu tiếp theo, kể tên ba tỉnh bắt đầu bằng chữ H. Tỉnh bắt đầu ở Việt Nam. Dạ, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. À, kế bên Cần Thơ. Cần Thơ à, Hà Giang. Kế bên Cần Thơ Hà Giang. Quá tuyệt vời. Nhưng vẫn đúng. Nhưng vẫn đúng. Hậu Giang, Hậu Giang. Hậu Giang là kế bên Cần Thơ. Rồi lên. Có căng thẳng. Trong các tỉnh bắt đầu bằng chữ H, hai tỉnh nào có mã biển số xe bắt đầu bằng số 3? Ba thì chắc Hà Tĩnh với lại chắc Hà Giang nha. Không chính xác. Hà Tĩnh và Hải Dương 38 và 34. Hết giờ dành cho Phát Huy. Như vậy là Phát Huy ngày hôm nay phong độ tạm thời đã bị sụt giảm hơn ngày hôm trước. Chỉ mang về ba đáp án liên tiếp chính xác mà thôi.
Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, làm gì làm nó cũng cần vào cái sự may mắn. Dạ. Cái bộ đề mà nó vô tình nó rơi vào vùng kiến thức của mình, hoặc là cái vùng nơi mình sinh ra và lớn lên, hoặc là vùng nơi mình sống, thì nó vô tình đó là mình sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Và chúng ta trở lại với bạn Văn Khoa. Sao mà em mới vào mà thấy có vẻ tâm sự dài thế anh? Ba, bộ này này sinh ra là dành cho em. Em mà không thắng là mệt đó. Nếu mình cười mà mình dở thì kỳ lắm. Không, thật, kiến thức nó là vô tận anh. Đúng rồi, đúng rồi. Mình không thể nào mình biết trước được. Đó. Mọi người ở dưới có thể biết thì nghĩ nó dễ. Nhưng mà thật sự ấy, một con người không thể biết hết được kho tàng kiến thức được. Kiến thức là của nhân loại. Dạ vâng ạ. Vâng. Lên. Dạ. Bình thường á, em thấy cái Khoa lên cái ghế này á, em lo lắm. Sao vậy? Tại vì yếu. Khoa hơi yếu. But today Khoa yếu mà em cũng yếu nữa. Mà hai người yếu gặp nhau mệt nữa. Nhưng Hôm nay đây là bộ đề được sinh ra là dành for you. Đúng. Donnie đóng giày. Donnie đóng giày. Thật sự cũng ngồi đây rất nhiều mà chưa giờ cảm thấy phấn khởi như thế này. Vì em cũng không nghĩ là chương trình có một cái bộ đồ. Cái bộ đồ dành cho một cái bộ, bộ đề. Một cái bộ đề đó dành yeah. cho em. Yeah. Dạ. Bộ đồ là vợ lo. Vâng, bộ đề là chương trình lo. Dạ vâng, em cũng thử xem là cái bộ đề nó thế nào. Ok. Chuyện thưa cái gì, Mạc Văn Khoa đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đồ gì càng cũ càng quý? Đồ cổ. Chính xác. Rồi, thù gì ai cũng muốn nhận? Đố chữ. Thù địch này, thù dai này, thù oán này. Thù gì ai có muốn nhận? Ờ. Trời ơi, tôi tưởng là có đáp án. Thù lao. Chính xác. Tôi nghĩ đến tiền thưởng cái nó có đáp án liền. Bánh gì nổi dưới ao? Bánh gì nổi dưới ao? À, dưới ao nổi lên, dưới ao có cái gì đó, là bánh đó đó. Trả lời đi hết giờ. Bánh gì nổi dưới ao thì sẽ nghĩ tới những cá bèo thì trang nghĩ là đấy. Nhưng mà chưa nha, bánh. Bánh bèo, bánh bèo. Chính xác. Cười ít thôi. Cười ít thôi, câu khó bây giờ, cười ít thôi. Phải, chưa bao giờ em gặp một cái bộ đề mà nó sinh ra dành cho mình hợp với em thế này. Rồi, tiếp tục nha. Trong lời bài hát Hà Nội mùa vắng, những cơn mưa, thời tiết Hà Nội đang vào mùa nào? Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông. Đó, xong rồi đó, xong rồi đó. Mùa đông, mùa rét, mùa đông. Chính xác. À, tâm quá. Ví dụ như là em hát những bài mà tình cảm chia ly rồi á. Ôi xùi ta đã xa nhau. Thì anh ok cái gương mặt đó. Còn cái bài này, một bài hát rất là đặc trưng của Hà Nội. Về sự lãng mạn, về cái nét đẹp Hà Nội thì cái mặt mình phải đẹp lên. Không anh ạ, à, em nó chỉ được như vậy là cố gắng lắm rồi. Quan trọng là tâm tư tình cảm ok rồi. Bốn câu rồi đây. Vâng. Cũng trong lời bài hát trên, tác giả nhắc đến con đường nổi tiếng lãng mạn nào ở Hà Nội? Lại hát đây. Lại hát. Cái đoạn mùa thì thuộc Hà Nội này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, mây hương hiu gió lạnh, hoa sữa tôi rơi. Cả đêm bay những chiều đã lấp. Đường gì? Đường gì? Đường cổ hương xưa. Yeah. Đường. Đúng rồi. Đường cổ hương xưa em nhớ là như vậy. Không phải. Cổ hưng hoặc hương thì đường cổ hưng xương. Rồi sai, không chính xác. Không, cái này tự nhiên đoạn này không nhớ, chỉ nhớ là đường cổ gì thôi. Cổ ngư. Ngư à? Đường cổ ngư xưa, chậm chậm bước ta về. Ta về Hà Nội mùa này trời. Hết rồi. Đây rồi. Ok. Con đường này nằm giữa hai hồ nào? Thôi cái này em không nhớ chắc, nhưng mà thôi em cứ để mất một thời gian thì Hồ Gươm với lại Hồ Tây ạ. Rồi, không chính xác, đáp án là Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. À, dạ. Em có xem mấy cái cuộc thi Hoa hậu lần này chưa? Em ít khi xem Hoa hậu lắm chị ạ. Cuộc thi Hoa hậu thế giới 2024 đã diễn ra tại quốc gia nào? Gợi ý, gợi ý hả? Dạ, châu Á. Châu Á à?
À, là em nghĩ là chắc múa may may thế. À, chắc là Lào ạ. Trời đất ơi, giận tiếp người thiệt chứ. Cái gì? Thái Lan, Lào đi. Không phải đâu. Không xin sao. Đáp án là Ấn Độ. À, Ấn Độ. Rồi, tiếp theo. Loài hoa nào được xem là quốc hoa của đất nước Ấn Độ? Lại là Ấn Độ hả chị? Đúng. Theo em nghĩ là mang máng trong cái đầu óc em là hoa sen ạ. Chính xác. Dạ. Kể tên ba tỉnh bắt đầu bằng chữ H. Ba tỉnh bắt đầu bằng chữ H ạ. À. Hà Tĩnh ạ. À. Ok. Hải Dương ạ. À. Ok. Một cái nữa. Hải ạ. À. À, từ từ anh. À. Hà Tĩnh, Hải Dương thì cạnh Hải Dương thì là Hải Phòng ạ. Chính xác. Không chính xác. Không chính xác. Ôi tỉnh hả? Không chính xác. Thành phố Hải Phòng. Hải Phòng mà. Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương, không phải là tỉnh. Rồi xuống lại. Xuống. À. Đấy, không tập trung lanh cha lanh chanh vào. Bị ở dưới mọi người vỗ tay quá nên là nó bị chủ quan. Hay nó bật được cái câu này em biết mà, Hà Tĩnh. Cái này em đoán được 50%. Trong các tỉnh bắt đầu bằng chữ H, hai tỉnh nào có mã biển số xe bắt đầu bằng chữ số 3? Hải Dương ạ. À. Đúng. 34 Hải Dương. Đúng. Mãi Đỉnh. Rồi một cái nữa. Còn cái kia thì em không biết. Trời ơi. Một cái nữa thôi. Thì chỉ có Hà Nam hoặc là Hải Phòng đúng không phải này. Em nghĩ là Hà Nam ạ. À. Đáp án là Hà Tĩnh và 38. À, Hà Tĩnh à. Tiếc. Nhắc về Hải Dương thì em xin gửi cho mọi người đúng một câu thôi ạ. Là dạ, Hải Dương con người dễ thương, yêu dai, Hải Dương là hưởng dai suốt đời ạ. Tại hồi nãy là chị Quỳ Anh nói về Nha Trang mà, thì em cũng cho em nói về Hải Dương một chút xíu. Ok. Kiến thức cái gì? Như vậy là Mạc Văn Khoa đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Lady and gentlemen, hiện tại chúng ta thua 2-0. Và bây giờ vòng thứ 3, nếu thua nữa là mình dừng cuộc chơi. Và chúng ta đang đối đầu với người mạnh nhất của đội này, đó là ST Sơn Thạch. Một người mà chưa bao giờ dưới vị trí số 5. Toàn là 8, 9, 10 không à. Nghe cái áp lực ngang à. Cái cổng ra về chỗ nào cho không về trước có được không à. Thôi lên với cháu đó nhé. Ừ. Bây giờ xin hỏi cháu thân mến, cháu muốn như nào? Cháu thấy 2-0 nên cháu hơi hoảng. Hoảng à? Dạ. Về không? Cháu không về, cháu ra kia cháu đợi ạ. À, ra ngoài đợi tí nhé. Dạ vâng. Rồi xin mời. Đồng ý ạ, à, xin mời ạ. À. ST khỏi nói rồi, đẹp trai, hát hay, học giỏi, nhảy đẹp. Thì đó, cái gì cũng biết. Đó, cho nên là trả lời nhanh lắm. ST đến với chương trình ngày hôm nay là với sự kiềm chế vô cùng bờ bến. 2 phút dành cho ST Sơn Thạch, nhanh như chớp. Trái gì sinh ra đã 5 lần bị tác động vật lý? Trái trái bóp hả? Không, 3 chữ lần. Thôi cái này không biết nè. Rồi trả lời đại trái hỏi đại, đi. Đại đi. Trái khế đi. Có rồi trái khế. 5 lần bị đánh là bưởi. Bưởi năm rồi. Bưởi năm rồi à. Trái gì sinh ra đã rất khỏe? Trái sung. Lên. Ồ. Sung phải khỏe chứ. Trái gì thì đi đứng khó khăn? Trái lê. Lên. Hay. Lê á, nó có một nghĩa Việt Nam là lê lết á. Là lê lết à. Rồi. Đây là câu đố mã biển số xe. Nhưng mà đây là một con số dễ. Bình dẫn ông nội đi du lịch để mừng sinh nhật 70 tuổi. Hỏi đi đến tỉnh nào? Tây Ninh à. Đúng rồi, chính xác. Vậy khi ông nội của Bình 71 tuổi, họ sẽ đi đâu? Tiếp tục là mã biển số xe. Bến Tre. Bến Tre lên. À trời ơi. Cái gì vậy? Quá. Trời sao biết mấy cái này vậy ta? Hay quá. Câu tiếp theo. Muôn dặm đường dài tìm nhau là hoa gì? Ý nghĩa của cái hoa đó đó. Thiên lý. Lên. Dạ. Trời ơi, hay rồi, cái nào quá ơi. SD luôn á. Câu này khó. Trên quốc kỳ Mexico có hình ảnh con đại bàng đang cắn con vật gì? Đáp án là con rắn. Lên. Trời ơi, quá giỏi luôn. Yeah.
Ghê thật. Câu này dễ luôn, nhưng tôi không chắc là dễ cho ST Sơn Sạch, nhưng dễ cho tôi và Mạc Văn Khoa. Bóng đá rồi. Đúng rồi, CR7 là ai? Cristiano Ronaldo. Đúng vậy. Kể tên ba câu lạc bộ mà CR7 từng thi đấu. Trời ơi. Real Madrid. 1. MU. 2. Áo sọc là Juventus. Lên. Trời ơi, gà luôn á. Là câu không biết đó nha. Trời ơi, câu này vừa gặp tôi với bạn Khoa là Okila đấy. Mình nói trước đây sẽ đố về một cái câu lạc bộ. Là nơi đây có một cái người, người ấy tên là Alex Ferguson. Hồi xưa là em rớt cái câu này nè. Là cái người này đi qua đó, đá giao hữu với cái câu lạc bộ đó, để mục đích là mua cái cầu thủ đó. Cầu thủ đó hình như là Quaresma đúng không? Đúng rồi, nhưng về sau là nhưng về sau là chọn CR7. Cuối trận vẫn khen là Quaresma đã hay quá, tuyệt vời lắm. Nhưng mà lén lén ra sau bếp á, alo anh Bảy hả, bán luôn thằng kia được không? Là thích cậu này nhưng mà phát hiện, vô tình phát hiện cậu này, ê đây chính là tài năng của thế giới, và mua cậu này về. Và cậu này sau đó dưới sự dẫn dắt trở thành ngôi sao, tới bây giờ vẫn là đỉnh cao. Nói vậy không biết nữa thôi. Câu lạc bộ mà nơi Cristiano Ronaldo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đó là câu lạc bộ nào? MU. Câu lạc bộ nào bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở bên nước của Bồ Đào Nha? Nhắc vậy nó lộ quá. Không, phải hết giờ rồi. Sporting Lisbon. Là hồi xưa ông Alex Ferguson hôm qua em đá giao hữu. Mục đích ông đi giao hữu không phải là đi giao hữu cho vui, mà đi xem dò cái cậu kia tên là Quaresma. Sau đó ngày hôm đó thì Ronaldo được vào đá cánh luôn. Thì lúc đó còn mười mấy tuổi thôi. Thì ông này em thấy trời ghê ta. Trong cái cuối trận ông không khen Ronaldo, ông khen cái cậu mà ông muốn mua đó. Ông nói cậu này đá hay quá. Sau đó ông chạy ra sau bếp, ông gọi điện cho anh Bảy. Anh Bảy lúc đó là giám đốc của Ronaldo. Anh Bảy ơi, bán cho tôi Ronaldo. Đó, hiểu chưa? Hiểu rồi. Và anh Bảy đó đã mang về cho ST Sự Thật 7 đó bạn. Rồi, chúng ta gặp lại Vân Anh Vân. Nói chung là con có tự tin không? Ở cái vị trí số mấy là con sẽ được 3, 4 hay 5, 7? Chắc là thứ 3 thì thứ 3 thì gặp anh 3 thì không gặp anh 7 được. Mời con. Cố lên. Kính thưa quý vị, Vân đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Dạ. Đố chữ: trái gì sinh ra đã 5 lần bị tác động vật lý? 10 năm rồi ạ. Chính xác. Ơ, quả này Hà Nội cũng có. Đây là đố chữ: trái gì sinh ra đã rất khỏe? Con phải nói là quả thì con mới di chuyển. Quả cũng được, đúng rồi. Quả gì sinh ra đã rất khỏe? Quả sung ạ. Chính xác. Thôi về nếu ngoài Bắc hỏi quả thì sẽ dễ hơn. Còn trái thì đôi khi hơi lạ. Rồi, trái gì đi đứng khó khăn? Quả gì đi đứng khó khăn? Quả lê ạ. Chính xác. Cũng thông minh đó, cũng giỏi đó. Ừ. Rồi, bây giờ Harry cho Harry hỏi là em có giỏi về mã biển số xe không? Khó, thật sự cái này con gái ít biết. Ồ. Con gái ít biết luôn á, thật sự là con gái ít biết. Con gái khó biết lắm anh ơi, thiệt á. Rồi, bắt đầu nha. Bình dẫn ông nội đi du lịch để mừng sinh nhật 70 tuổi của ông. Hỏi họ đi đến tỉnh nào? Hỏi thẳng luôn cho nó gọn. Con ơi, đầu số 70 là ở tỉnh nào? Các bé không biết hả con? Dạ, không biết hoặc là không biết. Rồi, đây, Cà Mau. Cà Mau hả? Rồi, không chính xác. Cà Mau là con lui lại một số thôi đó. Đáp án là Tây Ninh. Rồi, lại là mã biển số xe. Phải biết hả? 71 là ở đâu? Hỏi vậy luôn cho gọn. Thôi Tây Ninh ạ. Đáp án là Bến Tre. Rồi giờ hết cái đó rồi. Rồi, muôn dặm đường dài tìm nhau là hoa gì? 10.000 là vạn nè, 1.000 là gì nè? Ông trời là nhật. Trời, Harry biết 10.000 là vạn luôn hả? Em biết chứ. Wow. Tiếng Hàn Quốc giống nhau. Yes. Dạ. Hoa thiên, cái thiên lý. Chính xác. Rồi, trên quốc kỳ Mexico có hình ảnh con đại bàng đang cắn con vật gì? Con rắn ạ. Chính xác. Hay quá. Bé nó hay quá, nhắc vậy mà nó biết luôn. Hay quá trời. Kể tên ba câu lạc bộ mà cầu thủ Ronaldo từng thi đấu. Trời ơi,
bộ đề về sao con gái nó biết Hà Nội nè, vừa đá banh mà vừa địa lý đúng không nè. Argentina, gì Bồ Đào Nha. Rồi, không chính xác. Đáp án thì anh Giang quá rành, anh Giang đọc dùm hết dùm em đi. Rồi, MU nè, Manchester United, Real Madrid, Juventus hoặc là Sporting Lisbon là cái nơi đầu tiên của cậu đó, cậu CR7 đó, là anh 7 đó. Đúng là con gái mình không có xem bóng đá nhiều không? Rồi, câu lạc bộ nào là nơi Ronaldo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp? Manchester United. No, không đúng. Đáp án là Sporting Lisbon. Rồi, vì sao anh thợ lau kính trèo lên một cái thang? Rồi, hết giờ. Bộ này khó. Khó quá. Kiếm thứ cái gì? Banh đã đúng đáp án liên tiếp. 3 câu. Không, nhưng mà bộ này khó thật sự về thể thao, về địa lý. Thôi, về khó quá. Khó quá. Khó thiệt. Nói gì nói thôi, vậy cũng hay rồi. Mời. Lên, lên, lên. Thì ngày hôm nay các bạn trẻ gặp những câu nó quá khó. Và các bạn lớn cũng gặp khó, nhưng mà thì các bạn cũng sống lâu hơn nên biết nhiều hơn tí. Đúng không? Đúng không? Thì thôi cũng có gì buồn cả. Chúng ta dừng lại với phần thưởng là 15 triệu đồng. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt cho các bạn lớn hơn bước vào vòng đặc biệt. Cái gì quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, lần này là MC chúng ta sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được 80 triệu đồng. Wow. 60 triệu đã khó rồi, 80 triệu càng khó hơn. Và đây là một trong những câu hỏi rất khó. Trong vòng 60 giây mang về 20 đáp án, đó là 20 thủ đô. Thủ đô. Trời ơi. Của châu Âu. Châu Âu hả? Paris, London. Châu Âu, khoan bây giờ nhớ cái nước đã. Đức. Đức. Berlin. Berlin. Khoan. Rome. Rome. Moscow. Moscow. Cái gì ta? Khó quá nè. Berlin rồi. Kiev. Cái gì nữa ta, khó quá. Bên Mỹ có gì? Đi, châu Âu, nước Mỹ. Hại người đó mà, hại người đó. Cái nước sao mà mới thủ đô đó. Bồ Đào Nha là gì ta? Hà Lan. Bồ Đào Nha là... Hà Lan là nước gì? Ê, London chưa? London rồi. Hà Lan, Amsterdam. Amsterdam. Đẹp chưa? Trời ơi. Thưa quý vị, rất tiếc là các người dân của chúng tôi thỉnh thoảng có đi Thái Lan, Bangkok là nhiều. Vì nó gần, nó tiện cho công việc, có thể dắt gia đình đi và đi một hai ngày về được liền. Còn đi châu Âu, cái thứ nhất là mình phải xin visa, thứ hai nữa làm tốn rất nhiều tiền đó, thứ ba là xa xôi. Anh ơi, định lấy giải thưởng của chương trình đi châu Âu mà vậy là thôi ở nhà luôn rồi. Cho nên thưa quý vị là chưa tới 10 đáp án chính xác, rất tiếc. Xin mời. Khó chưa? Khó quá. Anh nghe câu hỏi là biết khó rồi. Nhiều khi mà nói 20 tên nước thôi mà mình còn khó mình nữa phải, chứ nên... Cái vấn đề nằm chỗ là mình phải nhớ cái nước đó đã. Dạ, đúng thì rồi. Thì mình mới nhớ ra cái thủ đô. Các bạn mang về 7 đáp án chính xác, chỉ có 7 thôi. Và phần thưởng cho đội là 18 triệu đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp.